Ok, hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của anh Liebu. Và ngày hôm nay Liebu sẽ hướng dẫn các bạn về chiếc máy này nha. Đây là chiếc máy Minolta AFS quạt deck. Cái chữ quạt deck này tức là nó có cái đồng hồ á. Và có cái thời gian ngày tháng này dưới đồng hồ, còn cái tên chính thức nó là Minolta AFS. Cái con máy này thì đặc trưng của nó thì nó sử dụng lens 35mm f2.8 nha các bạn. Thì những con BNS mà lens 35mm f2.8 thì rất là ngon luôn, rất là ok. Và máy này có đặc trưng cái là nó có thể chỉnh được ISO đó. Đầu tiên thì khi mà các bạn mua cái cuộn phim về, các bạn sẽ chỉnh ISO nha. Ví dụ như cái cuộn phim này có số ISO là 100 nè, thì các bạn chỉnh ISO là 100 nha. Để chỉnh ISO thì các bạn ở đây nè, các bạn dặn đây nè đó, dùng hai cái tay dặn cái vòng này ha. Nó ví dụ mình mua 100 đó, thì mình dặn về đây 100 là ok. Rồi phía sau cái màn hình này thì nó sẽ có là ngày tháng, thì các bạn chỉnh vào trong đây nha. Các bạn bấm nút các nút này nè, các nút này cái nút kia, rồi các bạn dùng cái viết á, ấn vào trong đây là nó sẽ chỉnh ngày tháng cho các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn pin cho máy nha. Pin thì nó sẽ nằm ở đây đó, máy này sẽ sử dụng hai viên pin AA như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ gắn vào đây. Và lưu ý với các bạn là nếu mà được thì chúng ta nên mua những viên pin mắc tiền tí xíu nha, hoặc là pin sạc. Thì hiện nay mình đang xài hai viên pin sạc. Pin sạc là cái pin mà mình có thể sạc lại được, khi mà hết pin đó mình cắm vào cái đế sạc đó, thì mình sạc lại mình dùng tiếp, giống như là mình sạc điện thoại các bạn. Còn nếu mà các bạn mua pin ở ngoài thị trường đó, những pin giá rẻ, ví dụ pin như thế này mình mua là hai viên 10.000, hai viên 4 viên như thế này là 20.000, thì những viên pin mà giá rẻ này thì thông thường thì nó sẽ không có đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động nha. Nếu được thì các bạn mua pin mắc tiền tí xíu nha. Rồi ok, thì mình sẽ gắn pin vô như thế này ha, hai viên pin. Rồi gắn pin xong thì chúng ta có thể chụp được rồi. Máy này cũng rất là đơn giản ha. Nếu mà muốn chụp chúng ta chỉ cần đấm đây nè, đó, mình ấn nhẹ đây cái mình bấm chụp là ok. Đó. Cái khi sử dụng cái máy này thì chúng ta chụp về một cái nơi xa, cách máy cũng khoảng 1 mét là được nha. Nhiều khi các bạn chụp gần quá, ví dụ như các bạn chụp một cái dĩa thức ăn gì đó, mà nên mình để cách cái máy khoảng chừng 3 tấc 5 tấc vậy đó, như thế là không thông thường thì máy nó không lấy nét được nha các bạn. Hoặc là nếu mà nó lấy nét được thì chụp nó bị sai nét, nên nó sẽ bị ao nét. Do đó các bạn chụp thì nên chụp cái vật thể nào đó cách máy cho mình đoán là khoảng 1 mét là được. Rồi bình thường mình cứ bấm chụp thế thôi nha. Đó, cứ bấm nhẹ đây nè. Mình bấm nhẹ nha, cái đèn xanh nó sáng là được nha. Khi mà mình bấm này mà cái đèn đỏ nó sáng, nó kêu tiếp tiếp vậy đó, tức là hiện nay là máy này nó đoán là trong cái nơi này thiếu ánh sáng, tốt nhất thì nên mở đèn led, là cái ý là nó vậy đó nha. Mình nghe có khi thí dụ như mình bấm vô đây nè, nghe cái tít đó, là máy nó đang báo là giống như là hiện nay đang trong môi trường thiếu ánh sáng, mình bấm chụp đó thì nên mở đèn led. Còn ví dụ như hiện nay bây giờ mình bấm hướng lên cái đèn nè, cái ống kính và con mắt to sáng hướng thẳng trực tiếp lên ánh đèn thì nó đủ ánh sáng này, nó không có ban nghe tiếp này. Đó. Rồi vậy đó. Vậy đó nha. Đó, nó có hai cái đèn. Thí dụ như mình nghe cái tiếp vậy là máy yêu cầu mình là nên mở đèn LED. Phía sau này cái số 23 này tức là số kiểu mình đã chụp, ví dụ mình chụp được 23 tấm nó lên 23 mình bấm nè. Thì lên 24 nha. Rồi cái máy này thì mình muốn mở đèn LED thì các bạn bấm vào đây nha. Đó. Khi mà mở đèn LED thì chúng ta đợi cho cái đèn ở đây nó báo xanh lên thì mình mới chụp được nha. Nó báo xanh như vậy là mình chụp được đó. Mình bấm chụp nè. Đó. Ví dụ như bây giờ mình mở đèn LED rồi mình bấm là nó không nghe cái tít nè, nó không báo đèn đỏ nè ha. Đó. Là ý là gì đó. Ví dụ như mở đèn LED thì nó đủ ánh sáng, nó sẽ không, nó nghe cái tít. Bây giờ mình tắt cái đèn LED. Các bạn muốn tắt thì bạn đè xuống. Tắt thì mình bấm nè, nó nghe cái tít nè. Đó. Rồi ý là nó vậy thôi nha. Rồi cái máy này thì nó có cái chỗ để chụp hẹn giờ là ở đây. Mình gạt xuống vậy mình bấm chụp nha, mình bấm nè. Mình bấm thì 10 giây sau nó sẽ chụp. Đó, mình bấm nha. Thì các bạn đợi nè, 10 giây nó sẽ chụp nha. Rồi nó chuẩn bị chụp á. Rồi nó chụp xong rồi đó nha. Rồi thì cơ bản máy là như thế. Còn khi mà các bạn chụp xong, các bạn chụp xong á, mà bạn tua phim về thì các bạn đây nha, dùng cái cây này nè, gạt này đẩy lên đây như nè là tua về
Khi mình gắn cùng phin vô thì nó sẽ chạy phin về nha. Rồi ok, thì mình vừa hướng dẫn các bạn về chiếc máy này rồi. Chiếc máy này rất là đơn giản, rất dễ sử dụng nha. Nó chỉ có hai nút thôi, một nút chụp và nút on off thế này để tắt đèn led. Thì đây là một trong những chiếc máy chụp cũng rất là đẹp, rất là kinh điển của hãng Minolta nha. Đặc trưng với nó là lens 35mm f2.8. Thì những máy ảnh nào mà lens 35mm này là mà f2.8 thì đa số là rất là ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ nút đăng ký kênh để ủng hộ review, giúp review có thêm động lực để tiếp tục làm nhiều video clip khác liên quan về máy ảnh cho các bạn nha. Ok, chào các bạn nha.